Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách móc cái hoa văn chiếc lá giống như thế này. Hoa văn này các bạn có thể áp dụng để móc cái khăn tròn cổ hoặc là hoa văn trên áo khoác, hay là chúng ta có thể móc hoa văn để dùng làm khăn trải bàn đều được. Các bạn dùng cho mình sợi canxi nhé. Trước tiên, chúng ta móc cho mình một cái dây móc xích dài 55 mũi móc xích. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chúng ta sẽ móc tất cả là 55 mũi móc xích. Chúng ta đã vừa có được cái sợi dây dài 55 mũi móc xích rồi. Hàng móc đầu tiên, chúng ta bỏ cái chân móc thứ nhất đi. Móc từ chân móc thứ hai, lần lượt 54 mũi móc đơn. Mũi thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Thứ bảy. Thứ tám. Thứ chín. Thứ mười. Các bạn móc tất cả là 54 nút đơn. Chúng ta đã vừa móc xong hàng móc đầu tiên với 54 mũi móc đơn. Hàng móc thứ hai, trước hết là 3 bánh. Chúng ta quay ngược lại, móc vào cái chân móc đầu tiên, hai kép cùng chân. Sau đó là hai bánh. Tiếp tục là ba kép cùng chân với hai kép vừa móc. Chúng ta đã có được cái viền của cái hàng thứ nhất rồi. Sau đó, các bạn móc lên 3 bánh. Chúng ta bỏ 5 chân móc kế bên đi. Các bạn đếm 1, 2, 3, 4, 5. Chúng ta móc từ chân móc thứ 6, lần lượt 3 kép và 3 chân nhưng chụm lại một đầu. Mũi thứ nhất. Mũi thứ hai. Mũi thứ ba. Chúng ta kéo kim qua hết 4 vòng chỉ. Tiếp tục, các bạn móc lên 3 bánh. Chúng ta móc hai kép cùng chân vào cái chân móc kế bên. Chúng ta móc tiếp lần thứ hai, hai kép cùng chân.
Tiếp tục là hai bính. Kế đến cũng là hai kép cùng chân vào cái chân móc kế bên. Lần thứ nhất. Hai kép cùng chân lần thứ hai. Tiếp theo, các bạn sẽ móc lên cho mình 3 bính. Sau đó là 3 kép vào 3 chân, nhưng chậm lại một đầu. Mỗi thứ nhất. Mỗi thứ hai. Mỗi thứ ba. Kế đến, các bạn móc lên 4 bính. Chúng ta bỏ 5 cái chân móc kế bên đi. 1 2 3 4 5. Chúng ta móc vào cái chân móc thứ 6. 3 kép. Mỗi thứ nhất. Thứ 2. Thứ 3. 2 bính. 3 kép cùng chân. Chúng ta có được cái ô đầu tiên. Tiếp tục ô thứ hai. Các bạn móc lên 5 bính. Chúng ta bỏ 4 chân. 1 2 3 4. Chúng ta móc 1 kép vào chân thứ 5. Tiếp tục cũng là 5 bính. Chúng ta cũng bỏ 4 chân. 1 2 3 4. Móc vào chân thứ 5 3 kép. Mỗi thứ nhất. Thứ 2. Thứ 3. 2 bính. 3 kép cùng chân. Mỗi thứ nhất. Thứ 2. Thứ 3. Chúng ta đã có được cái ô thứ 2. Các bạn móc tiếp cái ô thứ 3 giống như cái ô móc thứ nhất. Trước hết cũng là 3 bính. Chúng ta bỏ 5 chân. 1 2 3 4 5. Các bạn vào chân thứ 6. Lần lượt 3 kép vào 3 chân nhưng chậm đầu. Mỗi thứ 2. Thứ 3. Chúng kéo kim qua hết 4 vòng chỉ. Sau đó là 3 bính. 2 kép cùng chân lần thứ nhất. Hai kép cùng chân lần thứ hai.
Kế đến là hai bánh. Tiếp tục, hai kép cùng chân. Lần thứ nhất, hai kép cùng chân. Lần thứ hai, chúng ta móc tiếp ba bánh, ba kép vào ba chân nhưng chụm lại một đầu. Mỗi thứ nhất, mỗi thứ hai, mỗi thứ ba, chúng ta kéo kim qua hết bốn vòng chỉ, sau đó là bốn bánh. Chúng ta bỏ 5 chân. 1, 2, 3, 4, 5. Các bạn móc vào cái chân móc thứ 6, 3 kép. 1 thứ 2, 1 thứ 3. Tiếp tục là hai bánh. Ở đây mình thừa một chân nên mình sẽ móc ba kép vào cái chân móc sau cùng. Ba kép cùng chân. Chúng ta đã móc xong hàng móc thứ hai với ba ô móc. Các bạn thấy cái ô thứ ba nó sẽ giống như cái ô thứ nhất. Kế đến, chúng ta móc tiếp hàng móc thứ ba. Trước tiên là 3 mũi dời. Sau đó cũng là 3. 2 kép. Hai bính. 3 kép cùng chân. Mỗi thứ nhất, thứ hai, thứ ba. Chúng ta có được cái viền của cái hàng thứ ba rồi. Sau đó các bạn móc lên ba bánh. Chúng ta bỏ cái cánh này đi. Các bạn móc lần lượt bốn kép vào bốn chân móc tiếp theo. Mỗi thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư. Sau đó là hai bánh. Một kép vô cái sợi dây móc này. Hai bánh. Bốn kép vào bốn chân. Mỗi thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư. Tiếp theo là ba bánh. Chúng ta móc ba kép. Hai bánh. Ba kép cùng chân để có được cái ô đầu tiên. Chúng ta đã có được cái ô thứ nhất.
Tiếp tục, ô thứ hai. Chúng ta móc lên 4 bính. Các bạn móc cho mình 3 kép cùng chân vô đây. Mỗi thứ nhất. Thứ hai. Thứ ba. Tiếp theo là 4 bính. 3 kép. Mỗi thứ nhất. Thứ hai. Thứ ba. 2 bính. 3 kép cùng chân. Chúng ta đã có được cái ô thứ hai. Ô thứ ba, chúng ta móc giống như ô thứ nhất. Trước tiên cũng là 3 bính. Sau đó, chúng ta móc 4 kép vào 4 chân. Mỗi thứ nhất. Thứ hai. Thứ ba. Thứ tư. Kế đến là 2 bính, 1 kép vô cái dây móc kế bên. Hai bính, 4 kép vào 4 chân. Mỗi thứ nhất. Thứ hai. Thứ ba. Thứ tư. Sau đó là 3 bính. 3 kép đầu tiên. Hai bính. 3 kép còn lại. Mỗi thứ nhất. Thứ hai. Thứ ba. Chúng ta đã xong cái hàng móc thứ ba. Tiếp tục là hàng móc thứ tư. Trước hết cũng là 3 mũi dời. Sau đó là 3 bính. 2 kép. Hai bính. Ba chân. Sau đó, các bạn móc cho mình 3 bính. 4 kép vào 4 chân nhưng chụm đầu. Mỗi thứ nhất. Thứ hai. Thứ ba. Thứ tư. Chúng ta kéo kim qua hết 5 vòng chỉ. Sau đó là 3 bính. 3 kép cùng chân. Mỗi thứ nhất. Thứ hai. Thứ ba. Kế đến là 3 bính. 4 kép chụm đầu. Mỗi thứ nhất.
Thứ hai, thứ ba, thứ tư. Chúng ta kéo kim qua hết 5 vòng chỉ. Sau đó là 4 bính. Ba kép đầu tiên. Hai bính. Ba kép còn lại. Mỗi thứ nhất. Thứ hai. Thứ ba. Chúng ta có được cái ô đầu tiên của hàng thứ tư. Ô thứ hai. Các bạn móc cho mình ba bính. Cho móc đầu tiên, chúng ta móc ba kép cùng chân. Sau đó là một bính, một kép vô cái cho móc tiếp theo. Một bính, ba kép cùng chân vô cái cho móc kế bên này. Mỗi thứ hai, mỗi thứ ba, tiếp tục là ba bính, ba kép đầu tiên, hai bính, ba kép cùng chân tiếp theo. Mỗi thứ hai, mỗi thứ ba, chúng ta có được cái ô thứ hai. Ô thứ ba các bạn móc giống như cái ô thứ nhất, trước hết là ba bính, bốn kép chụm đầu. Mỗi thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư. Chúng ta kéo kim qua hết 5 vòng chỉ. Sau đó là 3 bính. 3 kép cùng chân. Mỗi thứ nhất. Thứ hai. Mỗi thứ ba. Kế đến là 3 bính. 4 kép chụm đầu. Mỗi thứ nhất. Thứ hai. Thứ ba. Thứ tư. Chúng ta kéo kim qua hết 5 vòng chỉ. Sau đó là 4 bính. 3 kép đầu tiên. Hai bính. Ba kép còn lại. Mỗi thứ nhất. Thứ hai. Thứ ba. Chúng ta đã xong hàng móc thứ tư. Tiếp tục hàng móc thứ năm. Trước tiên cũng là 3 mũi dời. Tiếp
là 3 bánh 2 kép. Hai bánh, ba kép cùng chân. Chúng ta đã có được cái viền của cái hàng thứ năm rồi. Chúng ta móc lên cho mình 4 bánh. Các bạn móc mũi kép đầu tiên vô đây. Cho móc tiếp theo là 2 kép cùng chân. Một kép vào chân móc kế bên. Sau đó là 4 bánh. Các bạn móc vào đây 3 kép. Mình móc thiếu một bánh rồi. Các bạn móc cho đủ 4 bánh cho mình. Hai bánh, ba kép cùng chân. Chúng ta đã có được cái ô đầu tiên của hàng móc thứ năm. Tiếp tục ô móc thứ hai. Các bạn móc lên ba bánh. Trong đầu tiên là hai kép cùng chân. Một kép vào cái chân móc kế bên. Tiếp tục hai kép cùng chân. Kế đến là một bánh. Chúng ta sẽ móc 3 kép cùng chân vô đây. Mũi thứ nhất. Thứ hai. Thứ ba. Kế đến là một bánh. Hai kép cùng chân. Một kép vào trong móc kế bên. Tiếp tục là hai kép cùng chân vào cái trong móc tiếp theo. Sau đó là ba bánh. Ba kép. Hai bánh, ba kép cùng chân. Chúng ta đã có được cái ô thứ hai. Ô thứ ba, các bạn móc giống như ô thứ nhất. Chúng ta sẽ móc 4 bánh. Mũi kép thứ nhất. Hai kép cùng chân vào kế bên. Một kép vào trong móc tiếp theo.
là bốn bánh. Ba kép đầu tiên. Hai bánh. Ba kép còn lại. Mỗi thứ nhất. Thứ hai. Thứ ba. Chúng ta đã vừa xong được cái hàng móc thứ năm. Tiếp tục là hàng móc thứ sáu. Trước hết là 3 mũi dời. Ba bánh. Hai kép. Hai bánh. Ba kép cùng chân. Chúng ta có được cái viền của cái hàng thứ sáu rồi. Sau đó là bốn bánh. Bốn kép vào bốn chân nhưng chậm lại một đầu. Mỗi thứ nhất. Thứ hai. Thứ ba. Thứ tư. Chúng ta kéo kim qua hết 5 vòng chị. Tiếp tục là 4 bánh. 3 kép. 2 bánh. 3 kép cùng chân. Chúng ta đã có được cái ô đầu tiên của hàng thứ sáu. Ô thứ hai. Các bạn móc cho mình 3 bánh. 2 kép vào hai chân nhưng chụm lại một đầu. Mỗi thứ nhất. Thứ hai. Chúng ta kéo kim qua hết 3 vòng chỉ. Sau đó là một bánh, một kép vào kế bên, một bánh, hai kép chụm đầu, mỗi thứ nhất, thứ hai, chúng ta kéo kim qua hết 3 vòng chỉ, sau đó là ba bánh. Hai kép cùng chân. Một kép vào chân kế bên. Hai kép cùng chân vào trong ốc tiếp theo. Sau đó, chúng ta móc lên 3 bánh. Hai kép chụm đầu. Một kép. Một bánh. Hai kép chụm đầu.
Sau đó là ba bánh. Ba kép. Hai bánh. Ba kép cùng chân còn lại. Mỗi thứ hai. Thứ ba. Chúng ta đã có được cái ô thứ hai. Tiếp tục ô thứ ba. Cái bảng móc giống như ô thứ nhất. Trước hết là bốn bánh. Bốn kép chụm đầu. Mỗi thứ nhất. Thứ hai. Thứ ba. Thứ tư. Chúng ta kéo kim qua hết 5 vòng chỉ. 4 bánh. 3 kép. 2 bánh. 3 kép cùng chân. Mỗi thứ nhất. Thứ hai. Thứ ba. Chúng ta đã xong hàng móc thứ sáu. Các bạn móc tiếp cho mình hàng móc thứ bảy. Trước tiên cũng là 3 mũi dời. Sau đó là 3 bánh. 2 kép. 2 bánh. 3 kép cùng chân. Chúng ta có được cái viền của hàng thứ bảy. Sau đó là 5 bánh. Chúng ta móc một mũi móc kép vào cái vị trí này. Tiếp tục là 5 bánh. 3 kép. 2 bánh. 3 kép cùng chân. Chúng ta có cái ô đầu tiên của hàng thứ bảy. Ô móc thứ hai. Chúng ta móc 3 bánh. Các bạn sẽ móc 3 kép vào 3 chân. Nhưng chụm đầu. Mỗi thứ nhất. Thứ hai. Thứ ba. Chúng ta kéo kim qua hết 4 vòng chỉ. Sau đó là 3 bánh. 2 kép cùng chân lần thứ nhất.
hai kép cùng chân lần thứ hai. Tiếp theo là hai bính. Bỏ cho móc thứ nhất, móc vào cho móc thứ hai. Hai kép cùng chân lần thứ nhất. Lần thứ hai. Kế đó là ba bính. Ba kép chụm đầu. Mỗi thứ nhất. Thứ hai. Thứ ba. Chúng ta kéo kim qua hết bốn vòng chỉ. Sao? Tiếp tục là ba bính. Ba kép đầu tiên. Hai bính. Ba kép còn lại. Mỗi thứ nhất. Thứ hai. Thứ ba. Chúng ta đã có được cái ô thứ hai. Ô thứ ba chúng ta móc giống như ô thứ nhất. Trước tiên cũng là năm bính. Một kép. Năm bính. Ba kép đầu tiên. Hai bính. Ba kép còn lại để kết thúc hàng thứ bảy. Chúng ta đã vừa móc xong hàng móc thứ bảy. Tiếp tục hàng móc thứ tám. Trước tiên cũng là ba mũi dời. Ba bính. Hai kép. Hai bính. Ba kép cùng chân. Chúng ta đã có được cái viền của hàng thứ 8. Sau đó các bạn móc lên cho mình 4 bính. Chúng ta sẽ móc 3 kép cùng chân. Mỗi thứ nhất. Thứ hai. Thứ ba. Tiếp tục là 4 bính. Ba kép đầu tiên. Hai bính. Ba kép cùng chân. Chúng ta có được cái ô đầu tiên của hàng thứ 8. Ở ô thứ hai, chúng ta sẽ móc cho mình 3 bính. Các bạn sẽ móc 4 kép vào 4 chân. Mỗi thứ nhất.
Thứ hai. Thứ ba. Thứ tư. Sau đó là bính. Một kép vô cái dây móc này. Hai bính. Bốn kép và bốn chân. Sau đó là ba bánh, ba kép hai bánh, ba kép cùng chân. Chúng ta đã móc xong cái ô thứ hai của hàng thứ 8. Ô thứ ba các bạn móc giống như ô thứ nhất. Chúng ta móc lên 4 bính. Ba kép cùng chân. Bốn bính. Ba kép đầu tiên. Hai bính. Ba kép còn lại để kết thúc hàng thứ 8. Chúng ta đã vừa móc xong hàng móc thứ 8. Các bạn móc tiếp hàng thứ 9. Trước tiên cũng là 3 mũi dời. Ba bánh, hai kép, hai bánh, ba kép cùng chân. Chúng ta có được cái viền của cái hàng thứ 9 rồi. Sau đó là ba bánh, ba kép cùng chân đầu tiên. Một bánh, một kép vào cái chân móc kế bên. Một bánh, ba kép cùng chân vào chân móc này. Sau đó là ba bánh, ba kép hai bánh, ba kép cùng chân. Chúng ta đã xong cái ô đầu tiên của hạng thứ 9. Tiếp tục ô thứ hai. Chưa hết cũng là ba bánh,
Chúng ta móc bốn kép chụm đầu. Mỗi thứ nhất. Thứ hai. Thứ ba. Thứ tư. Sao là ba bánh? Ba kép cùng chân. Mỗi thứ nhất. Thứ hai. Thứ ba. Tiếp tục. Ba bánh. Bốn kép chụm đầu. Mỗi thứ nhất. Thứ hai. Thứ ba. Thứ tư. Kế đó là bốn bánh. Ba kép. Hai bánh. Ba kép cùng chân. Chúng ta đã có được cái ô thứ hai của hàng thứ chín. Ô thứ ba, các bạn móc dấu vô thứ nhất. Trước hết là ba bánh. Ba kép cùng chân. Một bánh, một kép vào kế bên. Một bánh. Ba kép cùng chân. Sau đó là ba bánh. Ba kép đầu tiên. Hai bánh. Ba kép còn lại. Chúng ta đã vừa xong hàng móc thứ 9. Tiếp tục hàng móc thứ 10. Trước tiên cũng là 3 mũi dời. Ba bánh. Hai kép. Hai bánh. Ba kép cùng chân. Chúng ta có được cái việc. Sau đó là ba bánh. Hai kép cùng chân. Một kép vào kế bên. Cho móc tiếp theo là hai kép cùng chân. Chúng ta móc tiếp hai bánh. Ba kép cùng chân vô đây.
Kế đó là hai bánh, hai kép cùng chân. Một kép vào kế bên. Hai kép cùng chân vào trong móc tiếp theo. Sau đó là ba bánh. Ba kép. Hai bánh. Ba kép cùng chân. Chúng ta có cái ô đầu tiên. Ô thứ hai. Các bạn móc lên ba bánh. Chúng ta sẽ móc một kép. Tiếp tục hai kép cùng chân. Một kép vào kế bên. Kế đến là ba bánh. Ba kép. Hai bánh. Ba kép cùng chân. Chúng ta đã có được cái ô thứ hai. Tiếp tục ô móc thứ ba. Trước tiên cũng là ba bánh. Hai kép cùng chân. Một kép vào kế bên. Cho móc tiếp theo là hai kép cùng chân. Sau đó là hai bánh. Ba kép cùng chân vô đây. Tiếp tục hai bánh. Hai kép cùng chân. Một kép. Cho móc tiếp theo là hai kép cùng chân. Sau đó là ba bánh. Ba kép. Hai bánh. Ba kép cùng chân để kết thúc hàng thứ 10. Chúng ta vừa xong hàng thứ 10. Tiếp tục hàng thứ 11. Trước hết cũng là 3 mũi dời. Ba, hai kép, hai bánh, ba kép cùng chân. Chúng ta có cái việc của hàng thứ 11 rồi. Kế đến là ba bánh. Hai kép chụm đầu.
một một kép một bính hai kép chụp đầu sau đó là ba bính hai kép cùng chân một kép vào kế bên hai kép cùng chân tiếp tục ba bính hai kép chụm đầu một bính một kép một bính hai kép chụm đầu tiếp theo là ba bính ba kép hai bính ba kép cùng chân chúng ta có được cái ô đầu tiên của hàng thứ 11. Ô thứ hai các bạn móc cho mình bốn bính sau đó là bốn kép chụm đầu mỗi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ tư bốn bính ba kép hai bính ba kép cùng chân chúng ta có được cái ô thứ hai của hàng thứ 11. Ô thứ ba tiếp tục là ba bính hai kép chụm đầu một bính một kép một bính hai kép chụm đầu sau đó là ba bính hai kép một kép hai kép cùng chân ba bính hai kép chụm đầu một bính một kép một bính hai kép chụm đầu sau đó là ba bính ba kép hai bính
3 kép còn lại để kết thúc hàng thứ 11. Chúng ta đã vừa xong hàng thứ 11. Tiếp tục hàng móc thứ 12. Trước hết cũng là 3 mũi dời. Ba bánh hai kép hai bánh ba kép cùng chân. Sau đó là ba bánh ba kép chụm đầu. Hai ba bánh hai kép cùng chân lần thứ nhất. Hai kép cùng chân lần thứ hai. Tiếp tục là hai bánh bỏ một chân. Hai kép cùng chân vô đây. Tiếp tục hai kép cùng chân vào kế bên. Sau đó là ba bánh ba kép chụm đầu. Sau đó là ba bánh ba kép hai bánh ba kép cùng chân. Chúng ta có cái ô đầu tiên của hàng thứ 12. Ô thứ hai, các bạn móc 5 bánh. Một kép. Năm bánh. Ba kép. Hai bánh ba kép cùng chân. Chúng ta đã có được ô thứ hai. Ô thứ ba. Trước hết cũng là ba bánh ba kép chụm đầu. Ba bánh hai kép cùng chân lần thứ nhất. Hai kép cùng chân lần thứ hai. Hai bánh bỏ trong móc thứ nhất, móc vào trong móc thứ hai. Hai kép cùng chân.
Chúng ta bóc thêm một lần, hai kép cùng chân. Tiếp tục là ba bánh, ba kép chụm đầu. Sau đó là ba bánh, ba kép. Hai bánh, ba kép còn lại để kết thúc hàng thứ 12. Như thế là chúng ta đã vừa móc xong hàng móc thứ 12. Tiếp tục. Các bạn thấy cái hàng móc thứ 12 nó giống như hàng móc thứ 2. Ở các hàng móc tiếp theo, chúng ta sẽ lặp lại từ hàng móc thứ 3 đến hàng móc thứ 12 cho mình. Tùy vào cái chiều dài, cái hoa văn mà chúng ta móc, các bạn sẽ móc theo ý thích. Nếu như chúng ta móc cái khăn, thì các bạn móc khoảng 1,5 m là được.